Bảo Ngọc và Huỳnh Quang đây. Hôm nay hai anh em mình sẽ là một cái vlog trang trí đồ Halloween. Các bạn biết tại sao không? Tại vì sắp Halloween rồi mà bây giờ đến ngày đó chuẩn bị thì nó không có kịp đâu. Nên là hôm nay hai anh em mình sẽ chuẩn bị trước, xong rồi tới Halloween tụi mình chỉ cần trang trí lại thôi, design lại thôi. Trang trí. À, sắp xếp. Trang trí. Thì hôm nay mình trang trí. Trang trí là design. Nani? Ủa, design thiết kế mà. Thôi, vô chủ đề chính nè. Bây giờ hai muốn cho kẹo hay là bị ghẹo? Cho kẹo hay là bị ghẹo hả? Giờ mình cho kẹo mình được kẹo, còn bị ghẹo thì mình sẽ bị ghẹo. Không có đâu, cho kẹo là hai dễ. Bây giờ nha, hai này mình sẽ trang trí trên lon sữa. Hai biết đâu ra vô có bốn lon không? Ở đâu ra vậy? Bữa giờ hai thấy á. Ừ, uống quá trời đúng luôn. Rồi mình thấy Bảo Ngọc á ở đâu mà uống xong cái cất lên đầu tủ lạnh nha, thấy rửa rồi mới cất. Rửa rồi mới cất, cất lên tủ lạnh á, mình thấy hoài mình không biết cái gì, mình tính bỏ ngày hôm qua rồi đó. Hên á. Là chưa có bỏ, hên quá. Thì hôm nay hai anh em mình bây giờ có 4 chai à, hôm qua mình uống được 4 chai thôi, nên là hôm nay Bill với hai sẽ vừa uống và vừa vẽ. Nếu mà chọn kẹo á thì sẽ vẽ lên đây hình mà cười, còn nếu vẽ kiểu dạng vui vẻ nha, còn nếu mà bị ghẹo thì bị sẽ ghẹo. Vẽ mặt cọc. Mặt cọc đúng rồi, mặt cọc. Ok ok, bây giờ tụi xì thắng là cho kẹo, thua bị ghẹo. Thua thắng là cho kẹo, thua thì bị ghẹo. Một hai ba. Một hai ba. Thua là bị ghẹo đúng không? Đúng rồi, bị ghẹo là mặt cọc. Mặt cọc khó dễ hơn. Ê, mà hôm nay phát hiện nha, Bảo Ngọc hôm nay biết bảo vệ môi trường của ta ơi. Nè, tái chế lại, mình trang trí. Bao nhiêu điểm? Môi điểm. Môi điểm. Môi điểm. Môi điểm. Ok, trang trí thoái. Bây giờ ở đây nha, Ngọc với anh hai có màu, bảng pha màu. Mặt cười chắc là mình vẽ mấy cái màu cho nó. Rồi bây giờ hai anh em mình sẽ tô te lên màu vàng. Mình là buồn mà chắc cục màu đen thôi mọi người ơi. Mặt buồn mình nghĩ trắng màu đen thôi. Ok mà. Cái người mà họa sĩ á, ta phải cầm như vậy nè. Trời ghê chưa. Đó cái hồi tô ha, tới sáng luôn á. Ok bây giờ mình sẽ tô. Cái màu này nó hơi thiếu nước, mình sẽ chanh nước và nó cầm đi sao mà nghệ được. Rồi để hồi coi ai á. Nè, cầm như nó mới nghệ. Màu là người ta tô từ trên xuống dưới nó mới đều màu. Đúng là hồi đó mỹ thuật á, ông có 4 điểm. Rất ông gì rất mỹ thuật. 4 trên 5 á mọi người ơi. Rất ông gì rất là mỹ thuật. Mỹ thuật không đạt. Đây mà hồi đó anh hai được cái cắt xé và dán điểm cao nhất đó. Hồi đó hai cắt hình bông hoa. Hồi đó thì cắt hình con muốn sinh, con muốn sinh. Không thiệt. Cắt dán rồi xong cái gì ta còn mày cắt dán hay còn xé nữa. Ý là cô không có cho mình dùng thước mà bắt mình phải xé một cái đoạn giấy thẳng á. Xong rồi đó Ngọc xé, Ngọc đúng ức chế luôn á. Xong cái xé tới đầu lắc tới đó liền. Xé tới đầu lắc tới đó. Ủa xé phải lắc chứ. Không lẽ xé mà còn nguyên. Lắc bàn bàn chứ không phải lắc. Chứ không phải lắc theo lần. Dạ. Bây giờ mình sẽ uống một lon đi. À không hút tay tự nhiên cái lấy găng cạp gì cho. Rồi thấy Ngọc uống mình phải uống miếng luôn. Ê xong để dành lại nha. Mình có tự thêm nhiên. Một hộp nữa. Đó là lý không do. Không hút đâu. Thôi cạp đi hai. Mấy cái sữa mình thích á, mình uống đúng lẹ luôn á mày. Nó một hơi là hết. Wow. Ê Ngọc ơi, củ này nó chua chua ngọt ngọt nè. Ngon. Để hai đọc coi. Bổ sung vi chất hỗ trợ tiêu hóa. Ê, hai uống chai nước cam xong. Bây giờ anh hai sẽ uống thêm cái chai có hương dâu nữa. Vị dâu. Ủa vị hương với nhau à?
Hai xong chưa, tôi lẹ đi. Tốt kéo. Đã uống xong cái sữa chua rồi cái. Lẹ lên. Quick. Go go go, nhanh lên. Ý là mình thấy mình tô cũng khá là đẹp đó các bạn. Quan trọng á là nghệ hay không? Quan trọng luôn là thân thái. Liên quan. Liên quan. Ê anh em với nhau có bị dính là phải bị dính chung. Ê, khô đề, khô đề. Ủa, tôi mới tô bên này cái nó bông hơi trắng rồi. Trang trí là một nghệ thuật, người cầm cọ là một nghệ nhân. Vậy là anh vẫn phải nghệ nhân rồi. Ai chứ không phải anh mình nha. Ủa Ngọc là nghệ gì? Nghệ sĩ. Ngọc giống cụ nghệ hơn á. Hai bàn tay của em, đây em mua cho các em. Bây giờ mình có trò chơi nè mọi người. Nếu clip này được 1 triệu view, mình sẽ ảnh này lên mặt Bảo Ngọc nha. Vậy được không ạ? À? Mọi người comment cho mình biết nha. Vậy câu view dữ dùm em. Few moments later. Ta-da! Đây là thành phẩm của hai anh em mình sau một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ tại các bạn biết sao tô cái này lâu lắm. Còn cái này gần xong rồi chút xíu nữa hả? Các bạn thấy sao mình biết luôn. Thôi. Bà đi rửa tay đi bà ơi. Tay. Cái này là năm. Tay quá trời giờ tô cũng vậy luôn. Ý anh hai mình là cái này là do mình làm á chứ không phải là anh hai mình ấy. Nhét. Nhét quay nè. Ý là hai bàn tay của em đây múa cho mẹ xem á. Thôi. Cái này nè mọi người, tụi mình mới gắn cái dây đèn vô nè. Khi mà buổi tối Halloween là buổi tối. Đúng thì rồi. Mình sẽ bật đèn lên và nó lấp lánh rất là dễ thương. Nhưng mà cái này phải để một chỗ nha, nếu mà em đi chỗ này chỗ kia thì nó sẽ thành Tết Trung Thu em bứt đèn đi chơi. Và các bạn có thể tận dụng vào mùa Trung Thu năm sau. Ủa, sao Trung Thu rồi sao mặt đọc được. Trung Thu là mùa Halloween năm sau. Sao với đèn cá chép chứ. Sao lấy kìa? Perfect. Các bạn ơi, các bạn hãy nhớ săn thẻ tươi vui ở trong mỗi lớp sữa dạng chai hoặc là mỗi lớp sữa dạng hộp. Ngoài ra, các bạn săn được nhiều thẻ thì các bạn sẽ đổi được nhiều món quà hấp dẫn luôn. Như là sách tô màu Marvel, hộp bút màu siêu cool và bộ chén dĩa của cool nha. Ngoài ra, nếu mà các bạn trúng được thẻ đặc biệt á thì các bạn sẽ đổi được một chiếc xe scooter siêu cool luôn. Khi mà các bạn uống xong, các bạn nhớ có thể là Như Ngọc hoặc là anh hai nè tận dụng lại những chai hoặc là hộp để chúng ta có thể trang trí làm đồ cho Halloween hoặc là đồ cho Trung Thu này kia các thứ vân vân nữa. Và nếu các bạn thấy video này thật là bổ ích và ý nghĩa thì các bạn hãy cho Ngọc và anh hai một like, share và subscribe cho kênh Như Ngọc. Còn bây giờ thì bye bye nha. Happy Halloween. Yeah.